Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau. Nhưng điều luôn nói trước đây cho rằng chuyện chẳng đổi thay. Hôm nay nên xem lại, ta chạy theo ý nghĩ riêng, ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn. Không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa dù được gần hơn trước. Điều này giống như ta đang phi phàm ngày giờ, và đợi cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ. Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ. Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mơ. Một trong ơi điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế. Nhưng rồi anh lại sợ lỡ chi mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Điều này giống như mây đen che mờ chuyện đình, làm nhạt nhòa mắt môi bên nhau như chiều cực hình. Người có nghe con tim bao cần làm gì, hoặc là đã quá trễ. Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mơ. Trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế. Nhưng rồi anh lại sợ lỡ chi mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau. Nhưng giờ đây bỗng quá xa, chỉ còn lại băng giá. Một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mơ. Một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi tiêu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế. Nhưng rồi anh lại sợ lỡ chỉ mới đôi nơi.